Cindy Lư tung khoảnh khắc hôn hít đầu tiên với Đạt Si. Vừa nhập hội những cặp đôi hot của Vbiz, Cindy Lư khiến dân tình ghen tị đỏ mặt vì thường khoe được bồ chiều chuộng, làm phó nháy vô cùng có tâm. Tuy nhiên, từ sau khi xả kho loạt ảnh gia đình để viết tâm thư đến nay, Cindy Lư lại rất ít khoe ảnh đôi với bồ mới. Đợi mãi cũng đến lúc dân tình được ngắm ảnh đôi siêu chất lượng của Đạt Si và Cindy Lư do đích thân đàn gái chia sẻ vào tối ngày 19 tháng 6. Nam rapper cởi trần, đặt nhẹ một nụ hôn lên tóc và ôm trọn bạn gái vào lòng giữa khung cảnh thơ mộng của Đà Lạt. Khoảnh khắc bình yên ngập tràn niềm hạnh phúc của cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đây có thể được xem là bức ảnh hôn hít đầu tiên của vợ cũ Hoài Lâm và bồ mới kể từ sau khi chính thức xác nhận đang yêu đương. Trước đó, Cindy Lư từng gây chú ý khi hết lời khen ngợi Đạt Si và cho biết anh là người đang cùng cô chăm sóc hai con gái. Bọn mình ở đây không chỉ đơn giản là tình cảm trai gái, ở đây để có thể cùng nuôi dạy hai đứa trẻ. Mình không biết đối với người khác Đạt xấu như thế nào, nhưng khi đối với hai đứa nhỏ và mình, Đạt cực kỳ tốt và Đạt của bây giờ trưởng thành hơn rất nhiều. Đạt có thể thay tã, chăm con, pha sữa, chơi cùng con, đó là việc mà chưa chắc gì một vài người ba ruột đã làm hoặc chịu làm. Mình đã là người phụ nữ trải qua nhiều chuyện, là người mẹ có hai đứa con, bản thân mình sẽ biết đâu là thật, đâu là giả. Mình cũng biết rõ việc xây dựng gia đình và tương lai là thế nào. Tình yêu của Bảo Ngọc, Hoài Lâm từng vượt qua nhiều định kiến và có vô số khoảnh khắc lãng mạn. Chạm mặt nhau lần đầu tại một đêm nhạc cách đây 10 năm khi mới 14-15 tuổi. Họ lập tức để lại trong lòng nhau cảm xúc không nói nên lời. Tuy nhiên, nảy sinh tình cảm khi còn ít tuổi, Bảo Ngọc vấp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình, đặc biệt là anh trai, nghệ sĩ hài Gia Bảo. Khi ấy, gia đình kiểm soát chặt chẽ Bảo Ngọc, không cho cô sử dụng mạng xã hội. Áp lực gia đình từng khiến Bảo Ngọc và Hoài Lâm quyết định dừng lại. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, vào tháng 10 năm 2016, họ gặp lại nhau và quyết định yêu lại từ đầu. Thay vì chùn bước trước định kiến, họ chứng minh cho gia đình thấy sự nghiêm túc và sẵn sàng công khai tình cảm với dư luận. Bỏ ngoài tai mọi định kiến, Hoài Lâm một mực bảo vệ tình yêu và thể hiện sự nghiêm túc với hôn nhân, khẳng định không dùng chuyện cưới xin để PR tên tuổi. Họ bí mật kết hôn, rồi lần lượt sinh hai con gái, gà và cún. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, Hoài Lâm và Bảo Ngọc ly thân, sống riêng vì những rạn nứt không thể hàn gắn. Sau này, Bảo Ngọc mới tiết lộ, thời điểm đó là tháng 11 năm 2019. Theo lời kể của Bảo Ngọc, sau 6 tháng ly thân, Hoài Lâm thông báo với cô rằng đã tìm được hạnh phúc thật sự, tìm được nơi anh ấy phải ở. Do đó, cô tôn trọng và quyết định ly hôn. Chia sẻ về tình yêu với Đạt Si, Bảo Ngọc cho biết họ bắt đầu nói chuyện nhiều và bước vào giai đoạn tìm hiểu từ đầu năm 2021. Giữa hai người, ngoài tình cảm trai gái còn có sự đồng hành trong việc nuôi dạy hai đứa trẻ là con gái của Bảo Ngọc và chồng cũ. Sau khi công khai tình cảm, Bảo Ngọc thoải mái đăng bức ảnh các con cô quấn quýt bên Đạt Si trong những chuyến du lịch chung. Bảo Ngọc sinh năm 1996, là cháu nội của nghệ sĩ cải lương Bảo Quốc, em gái nghệ sĩ Gia Bảo. Cô bắt đầu được chú ý từ khi công khai tình yêu với Hoài Lâm. Đạt Si sinh năm 1995, là nhạc sĩ, ca sĩ, rapper, nổi tiếng với ca khúc Buồn Của Anh, thu hút 180 triệu lượt xem trên YouTube.